Khép lại bản tin cập nhật sáng nay là một thông tin an ninh. Thưa quý vị, 20 di tích trên địa bàn 7 quận huyện tại Hà Nội xảy ra tình trạng mất cấp di vật hiện vật từ năm 2019 đến nay. Đây là một con số đáng báo động về mất cấp di vật hiện vật ngày càng gia tăng với mức độ nghiêm trọng. Trước tình trạng mất cấp di vật tại các di tích diễn ra ngày một nghiêm trọng, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố, tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh, thậm chí một số địa phương còn lơi lỏng, thiếu chỉ đạo kiểm tra kịp thời. Sở Văn hóa Thể thao cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần cân đối và chủ động bố trí chế độ chính sách hỗ trợ cho người trông coi, bảo vệ di tích và lực lượng công an địa phương, dân quân tự vệ, dân phòng nhằm giảm thiểu tình trạng mất cấp di vật, hiện vật xảy ra trong các di tích.